Đầu vẫn hơi tới đến rồi các bạn, quá cay rồi. Ôi. Móc kép đi. Hơi các bạn, đầu giật. Ôi. Nặng dữ rồi. Không lên luôn rồi. Lên. Rồi, lên nào các bạn. Quá nặng các bạn. Rồi, mình xin kính chào các bạn. Mình ghi hình trước 9:20. Chỗ mày này mày đắp tiền các bạn. Mày đắp hôm nay. Đâu lên khoảng 3 bánh. Thầy cùng địa bàn xã nó bướm nha các bạn. Về bắt đầu vô dần đường mới ngủ. Bên rút 9:20. Mấy anh em mình nhậu thuộc địa bàn không biết huyện Châu Thành nha các bạn. Mày giống thông năm đi cỡ 3 tấn hơn chút đỉnh. Mẫu đạt khoảng 30-35 tấn. Đầu xe vô dần đường. Đất này thì dạng đất nó chìm. Mình ra nhổ sớm nha các bạn. Mưa lớn dần đường khó nha các bạn. Quá nặng luôn, chuyển dòng khó. Quá nặng. Qua được cái dòng mà khó, gian nan nha các bạn. Mấy bữa thì nắng ráo, hai mưa lớn quá. Quá cát à. Quá xa các. Bỏ đi, bỏ nhiều nhiều đi.
lên được đường nè các bạn. Mưa lần đầu nó bị xuống bánh cái nè các bạn. Giờ cắt mọt rồi. Đất này mưa lớn quá các bạn. Cắt xuống bánh cái. Giờ đang tìm cách cắt đầu rồi. Đầu kích bánh cái luôn nha các bạn. Kích bánh chim cho mày nha các bạn. Đất lắm quá. Chưa lên cũ luôn, sập bánh cái. Bót cái này hai bánh cái nha các bạn. Kích bánh cái luôn. Tiếp tục bánh bên đây. Rồi đoạn lấy cây ra nha các bạn. Kích chim cây lên đây. Kích hai bánh cái luôn. Mưa lớn quá, đất lên sình các bạn. Bánh mọt không bị bánh cái à. Bắt đầu tới nha các bạn, chim bánh cái nè. Không lên được luôn. Rồi lên. Ô lên rồi. Rồi lên được rồi các bạn. Đầu đầu tới tiếp tục các bạn. Quá cắt lúng. Hôm nay mình bắt đầu lên. Quá cắt luôn các bạn. Mai là phơi rốt này vô đây là khói lên nghi ngút rồi. Nặng quá nặng đi. Ôm cua. Quá cắt luôn. Xuống bánh cái à. Lại hốc đúng mày cho giờ qua đi. Chuyển dầm khó quá. Được rồi, đứng nghe nè. Vô dầm, dọc cây mì xuống lót cho nó rồi. Quá nặng luôn. Rồi. Đi. Úp à. Úp. Chuyển vòng quá khó luôn. Chạy đâu tao không đó vô đàn.
lót đường luôn. Giờ đường dầm là lót cây hết các bạn. Cắt quá cắt. Rồi phải hơi tối các bạn. Nặng đi dữ lắm. Quá cắt. Rồi. Móc ra lót cây đi. Móc ra lót cây bằng ơi. Lót cây vô mới nổi. Quá cắt. Môi bánh chim cây nha các bạn. Cắt quá sâu rồi. Đắt quá cắt luôn. Rồi phải hơi tới đến cùng các bạn. Lót cây rồi. Ôi. Ôi. Móc tiếp đi. Bên lên móc bánh chim cây tím nha các bạn. Quá cắt rồi. Tiếp tục móc bánh nha các bạn. Cắt quá cắt à. Nay đúng là ngày rất giả cho anh em mình nha các bạn. Quá cắt. Mưa lớn quá. Đi tới đâu cũng cắt nha. Hơn nửa bánh, hơn nửa bánh. Đầu chim cây nha các bạn. Đầu lên xe các bạn. Tiếp tục. Đất này nhận đất nó chèn các bạn. Mưa rút nước. Thẳng đi. Rút. Môi ục đít. Sẵn ục đít ra là đi được à, còn đi không nổi phải có xe phụ. Cắt sâu quá. Đang môi ục đít nha các bạn. Đầu gì đầu bằng không bột. Ừ. Thử cái nè, thử cái nè. Không nổi. Rút 925 này cắt đầu vô hỗ trợ phụ nha các bạn. Hỗ trợ phụ trước 920. Rút 925 là bắt đầu đang dây vô nha các bạn. Rồi bắt đầu dây vô móc xích nha các bạn.
giật. Vớt. Nặng dữ rồi. Không lên luôn rồi. Không lên nha các bạn. Lên. Rồi, lên nào các bạn. Quá nặng các bạn. Quá đẹp các bạn, lên đường ăn con. Rồi lên đường được rồi, mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Giờ nay mình dắt lên đường là xong nha các bạn. Giờ lên đường đang dắt lên nha các bạn. Đất này quá cắt lắm. Chị đỡ luôn, chị đỡ nói chị. Bò tới theo đường anh em giá cặp đường trước nha các bạn.